Ngài Quan Âm Bồ Tát lúc nào cũng có hình tượng Phật trên đầu, đó là Phật gì và ý nghĩa là sao? Thì thưa đại chúng, cái này là dựa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Khi mà nói đến hình tướng của các vị Bồ Tát đó, thì đặc biệt Đức Quan Âm á, ở trên cái mão của Ngài có một vị Phật ở trên đó. Vậy thì xin thưa, tại sao Bồ Tát mà lại có Đức Phật trên mão? Đó là hóa Phật. Phật Di Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được, bất cứ Phật gì. Nhưng mà ở đây nói cái chữ Phật là nói tới cái giác. Quan Âm Bồ Tát là thể hiện hạnh từ bi. Nói một cách khác là tất cả Bồ Tát lăn xả vào đời để làm việc đạo, thì nhớ lúc nào trên đầu mình phải có Phật. Để chi? Để mình luôn luôn lấy tâm Phật làm tâm mình, để phụng sự chúng sanh. Hiểu ý không? Ví dụ như hồi nãy đây, ví dụ như bây giờ hồi nãy đây nguyên cái đạo tràng áo vàng đây nè, đó thì các vị đó là Bồ Tát đó. Nhưng mà nhớ cô nào chú nào ra bưng cơm bưng nước phải có hóa Phật trên đầu. Mình đưa hộp cơm cho anh ta: cô ơi, cô mời cô dùng cơm. Cô ơi, cô, tôi, cô cho tôi một hộp được không? Ăn gì ăn dữ vậy? Thì nếu mà mình mà không có hóa Phật mình nói vậy đó. Chứ nếu mà mình có hóa Phật mình nói khác. Vậy hả cô, mà cô có dùng chưa? Tôi ăn hộp cơm rồi. Vậy cô chờ nghe, con điên vòng, nếu còn thì con mang lại cho cô. Tại bây giờ đang phát cơm, con không biết còn không. Nói một câu, chưa biết cho không, mà nói một câu ta nghe ta mát. Lát nữa mà có bưng hộp nữa, ta cũng tự ái, ta không ăn. Nó rồi. Nhưng mà nếu mình nói câu khác, mình có thể mình không cho cũng được nữa. Như nói sao mà người ta nghe, mà ta cảm thông. Cô ơi, cô thông cảm, con chuẩn bị có 800 hộp mà giờ tới 1000 tụi con đang chạy cho những vị chưa có. Rồi cô, con biết cô chưa no mà con để con tìm món khác cho cô dùng đỡ, vì con không đủ cơm. Hoặc là thậm chí không cho cũng được nữa, mà người ta nghe mình nói, người ta biết ông này có hóa Phật. Hiểu chữ hóa Phật không? À, mình mang thân chúng sanh làm việc Phật, lấy cái hóa Phật làm tâm mình. Cho nên khi nào á mình làm việc gì mà mình buồn á, quý vị cứ theo Pháp Hòa làm đi, nghĩ tới Tam Bảo. Có nhiều người người ta đối xử mình dở lắm kìa, tệ lắm, nhưng mình không buồn họ đâu. Tôi làm cho Tam Bảo, tôi làm cho Phật Pháp, tôi không làm cho anh, cho chị, cho thầy, cho cô. Tại vì nếu mình cá nhân mình làm dễ giận lắm, tại chúng sanh làm gì cũng có chuyện giận hơn nhau. Thôi thì cứ lúc nào cũng lấy Tam Bảo. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa đọc một cái bài sám mà Pháp Hòa thích câu đó lắm: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Anh ở trong cõi luân hồi nhưng anh siêu thoát rồi, tại vì anh đã lấy Phật làm tâm anh. Hồi nhỏ mà đọc một cái bài sám mà Hòa nhớ hai câu đó vậy: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Ở trong cõi luân hồi mà anh không bị luân hồi làm khổ. Luân hồi là gì? Là một vòng xoáy của mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, thiên đường, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Mỗi ngày mình cứ chao đảo. Còn nếu mà mình dừng được, vượt thoát. Nói vậy chứ không phải dễ. Đó là một sự thực tập. Thí dụ là ở hay làm buồn, có buồn, nhưng đừng để cái buồn lâu bằng cách là quán chiếu. Thôi vì Tam Bảo mà làm. Quý vị tụng chú Đại Bi đó, chú Đại Bi nó có một câu, câu gì nhớ không? À, tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà là gì? Tát cho bà biết. Không phải. Dạ, nó tát cho bà biết tay luôn. Tát bà là một câu tiếng Phạn được phiên âm lại, nghĩa là gì? Theo cái nghĩa của chữ đó là gì? Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ. Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ.
Cho nên tất cả câu thần chú cuối cùng câu nào cũng là ta bà ha. Ta bà ha là gì? Vui quá, mừng quá, tôi đã đến được bờ bên kia. Tôi đã vượt được tất cả mọi chông gai để đến được chỗ viên mãn gọi là ta bà ha.